mùa này ngồi không cũng sao, để khởi động lên trên nào. Lớp cái đồ nóng rồi phát là tôi xong. Mà nhà chưa có thịt ạ? Đâu. Ừ. Đi ra ngoài nó nóng lắm. Ăn cả ra. Người nó cứ rớt rác, khó chịu. Chúng ta ngồi với lại, chúng ta đi ra, người cứ dinh dinh dinh. Nhưng mà người phòng nhiều mệt. Tất nhiên rồi, nó không có thử, không thoáng, không hít dung vệ sinh ngoài, cảm giác. Người yếu lắm. Không tiêu đáng của người cảm giác không canxi yếu lắm. Sáng trưa thì nó là sáng cũng tốt hơn. Còn nhà nhiều bệnh ra, người đã lại. Ba rưỡi xong, 5 giờ xong. Không biết.
Cây để trên này đỡ lên nóng đi, để dưới đất cảm giác còn nóng. Toan hòa vào chân một cây này được làm cây cây trên công ty cảm giác còn nóng, to khỏe hơn chắc nguồn to hơn rồi. 5-50 không biết chắc 6-50 có xả được thì nó mát rồi. Cái bài cái phòng này nó mát thì phòng nó còn áo đi trên chỗ sáng giờ anh bật gió thổi đi. Nhưng chính là máy như mình để phòng mình không mở cửa sổ ra là đâu với bụi nữa. Không bụi đâu. Bụi mà. Vẫn bụi như nhau. Nó tích điện mà nó dùng bụi. Thì đây nó hút hết vào mà. Kéo hết bụi, mình không nhìn thấy xung quanh đầy bụi mà. Giờ mình không nhìn thấy thế rồi. Xung quanh mình nó vẫn luân chuyển, vẫn đầy, bay vào mầm trên không. Thì nó đỡ thôi. Nó dùng dày, nó bán không ra luôn. Duyên béo là đẹp không có một. Con này là tiên duyên. Tiên duyên. Màu kia là phèn nhất luôn. Trông nhất ơ. Nhưng mà cái bản này chắc bản khác. Mà màu cũ nhìn nó cũng đẹp. Con đấy với con này đẹp, hai con ở lốc. Con này sang chiến trường kia nhìn đẹp. Thầy phèn có mỗi cái bãi này, nếu có bãi quái nào luôn. Không có cái gì, hai cái đều một bãi. Chán quá. Đi đánh lại mỗi bãi. Đấy. Chưa rồi, cho máy, cái cấp ạ. Cái cấp. Có đi đánh nhau đây không? Một đô một video ấy. Còn gì nhàn hơn nữa, hại máy đi chứ còn. Người có phải nghĩ cái đéo rồi đâu. Mà đây không bị khắp, không bị khắp. Được. Mấy ổ lĩnh là có ổ cứng. Tôi cắm một cái công ty này. Ở công ty T. Thank you.
chém. Vừa mới lấy ở kia, bây giờ lấy ở trời thả giáo rồi. Chết. Còn 1 phút, còn 4 phút nữa. 4 rưỡi, 9 giờ, 8 rưỡi, 4 tiếng, thì kéo 5 tiếng nữa. Ngủ ít mà làm nhiều không thể sống lâu. Tiền thì cứ làm, tội gì? Làm quá rồi, cho tài. Mẹ hôm kia chiều, nếu Uyên xuống thì hy vọng đừng xuống, đỡ tiền. Đá bóng như này. Đỡ tiền một phần, đăng like cái này đỡ đủ chỉ tiêu. Mẹ ông bạn nó đòi 10 củ, thế kia về giá chết, về giá tặng 5 củ. Có tiền góp rồi kìa. Ừ, quán này, sang lại quán này, lấy tiền mua đồ, mua cơm, mua các kiểu đấy. Về là nhà hoặc là bán luôn. Ừ, thì thằng anh... anh rẻ hắn cái mối trong đấy, hai anh em vào đấy, hai vợ chồng anh biết ông anh đấy. Có một đàn chim đậu trên cành cây, người thợ săn bắn cái rồng, họ chết mấy con? 15 con. Rồng 15. Thank you.
gần theo quán bia cóc là bây giờ sẽ dẫn mẹ sang trường Phúc rồi. Quán bia cóc là bây giờ sẽ nhưng mà giờ sẽ đúng rồi, dẫn trường Phúc có bà chủ ngon á, đi mà ăn có gái cho ăn ngon, cho ăn nhớ đời màu lắm, đi ngày xưa đi bán hàng ăn suốt ngày rồi thịt hết kiểu gái cấp ba. Mỗi lần đi công tác cái dắt thêm con đi, đi. Bài bài. Vợ hiền, nói gì vợ ơi. Hắn đi vào lươn, chúa của lươn. Ngồi ăn một lúc đéo biết nó nói thật nói giả. Lươn chúa. Sau đi bán hàng sale gặp ngay hắn. Mình thì hắn thì lại làm nhân viên của thằng cháu ở nhà. Mình cậu đấy đi bán hàng khác ngành nhau. Mình đã biết hắn, thằng kia đã giới thiệu. Thế là mình đi bán hàng nên mình đi với thằng Thức. Thế thằng Thức thì lại chơi với ông này từ lâu rồi. Thế gọi mình đi uống cà phê, hắn bảo anh bán bên massage rồi. Thế bảo ô thế em đang làm bên trùng ở massage. Ô thế à, quen trùng à? Vâng. Cháu ngày nào ăn gọi mình đi, đi sáng 8 giờ ăn mà nên nhà ăn phối ăn là 8 rưỡi mà quán bún bò gân nhá, lại là bún bò gân gần năm bán hai thằng lên cầu Bà Di ăn, bắt đầu là ngồi uống cà phê ở đấy nhà ăn ngồi kể, xong bắt đầu ăn bảo chú biết cầu Bà Di này có sự tích gì không, xong bắt đầu ngồi kể mười mấy thằng cứ ngồi nghe ăn kể đó, ăn bảo ngày xưa là có một đôi có nhà đấy có gia đình có hai bố con, xong ông con thì lấy vợ, xong ở chung nhà, thế xong chiều nào hai vợ chồng cũng ra ngoài cầu với tắm này, bố cũng ra tắm nhưng mà ra sau, thế một hôm trời nhập nhọn quá, thế là bố thì đi tắm trước, mà ngày là con đi tắm trước, hay là vợ thì ra kỳ lưng mới tắm cho, hôm nay bố ra tắm trước chồng chưa về, thế là ông bố kỳ lưng cho bà đấy. Bắt đầu tiên bà kỳ lưng ông bố không nói gì, xong tí nó quay lại kỳ lưng cho ông bố, này có con trai về bắt gặp được, có sự tích là cầu Bà Di ấy, là kỳ bà dâu ấy. Đi ăn ngồi ăn nghe ăn kể mấy mấy thằng cuốn đéo hiểu cái gì mà trốn câu cả quán cà phê cười âm lên nhân tài đi ăn ngồi ăn kể chuyện cười cười đéo chịu, mẹ biết nhậu cũng đi theo hắn đấy chứ. Mẹ không tin mà cứ đi gặp mấy ông già làng ở đây mà ông cả buồn cười đi. Mẹ em lách anh đấy, mẹ mười mấy thằng sale cứ ngồi này mẹ hóng ăn cả đi, cười cười đéo chịu được. Thằng trai uống bia cũng khỏe đấy, cười thằng bán hàng lương. Mình đã bán được hàng đâu, nhưng mà thì hắn toàn bán hộ lươn thật. Chúa lươn. Hắn nên hắn hỏi giá này bao nhiêu, là chương trình như thế nào. Nó bảo rồi cứ đứng im đấy. Hắn bảo thằng em nó cả sáng đi chưa bán được bàn nào hết, vừa mới nhận công việc ngày thứ 40 triệu mà giờ chưa bán được nghìn nào, các cô lấy hộ nó tí được. Bà nào không lấy bạn thế thôi cho ký gửi toàn sau sang lấy tiền. Thế xong bà nhận phát hắn rồi đưa nhiều ghi nhiều đi, đặt một nhưng phải ghi 10 vào, cứ ghi vào đi, mai lên giao hàng là bà ấy nhận đấy. Là ghi vào mới đủ đơn về phát, hôm sau đi giao. Hôm sau nữa mà phóng xe lên, xe mà nói chuyện tiếp, phóng xe. Thế là phóng xe lên phát. Hắn bảo lấy hàng bó lên kệ, mẹ ngu thế, lấy bó lên kệ, vứt hai đối thủ xuống, mẹ ném mẹ đi. Hàng của nó nhét vào cái xó nào cho đéo tìm thấy, cứ giấu rồi, đéo tìm thấy càng tốt. Thế là mang đi giấu, đưa hàng mình lên. Đưa hàng, hàng xong rồi, xong rồi, xong hết rồi, ok rồi, hắn bảo đấy, đấy nhá. Trưng bày đẹp nhá, dọn ký gửi đàng hoàng nhá. Bà mà còn kêu là khóc lóc là đừng chắc. Sướng mới bà sướng là về.
về hôm sau nên bán được bao nhiêu rồi hay lại dí vào tiếp, hắn nói lại bỏ vào tiếp, ký gửi cũng được, cứ bỏ lươn. Hắn bảo đây có mấy bà to đấy, cứ dí mấy bà, mấy thằng bé thì phải ngồi mân mê với chúng nó, chơi với chúng nó lâu rồi nó mới mua. Xong đấy văn hôm đấy là hôm đầu tiên nên là hắn dẫn đi ăn cơm trưa, có cái món thịt kho mắm ruốc ngon, hắn bảo chỉ có quán này có một có ăn đúng quán này. Ăn xong hai thằng ấy uống nước mía thì uống cà phê đến 10 giờ đã, bảo tôi đi lừa đảo. À, ông thần. Nhân tài đi quậy cha lươn. Hắn trước khi lấy vợ là là hắn đi bán hàng trước, hắn ém tiền hàng ấy, hắn giã 70 triệu để hắn cưới vợ rồi, đỉnh cao. Còn thằng cháu mình cho nghỉ việc, phát điện nó cho nghỉ. Sau hắn lại xin ra bên Phạm Nguyên hắn bán đi mẹ bánh, hắn cứ chở đi mà hai thằng đi sang đảo hắn rồi. Hôm nào đi đảo hắn lười, hắn lại chú lên đường ngay, hai nhà mình đi đảo chứ. Thế lại ngồi hắn chở đi một thùng bánh thì mà sang đảo thì đéo có cơm, bãi cả lì. Mẹ mày thế hắn nói ăn bánh mì đi. Mẹ em cái hàng ế ăn. Sau khi làm chai nước nó nuốt là nó chiều về. Chiều về lại uống bia. Nhiều diện tích mà hắn lươn. Mà đi ông cha đấy bán được nhiều hàng thật. Công nhận. Đéo hiểu tại sao nó cứ bán chục hôm nó đủ mẹ số cả tháng mà. Mà hắn lươn lắm, hắn đi hắn bán thì hắn quen khách hàng lớn ấy. Hắn cứ đi đẩy hàng ra tuyến khác. Thằng kia đoán cả tháng đéo đủ số, hắn cứ đẩy ra hắn bán chỗ đi, cười chết. Trần Thế Mỹ đi 988 như đám trẻ. Đã yếu thật ạ. Đưa hết điểm rồi, nãy đã với nhau có quái ra hết rồi.